sau 15 năm kể từ ngày ra mắt của Sequoia thế hệ thứ 2. Mẫu SUV full size của Toyota cuối cùng cũng đã bước sang thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới và trở thành anh cả trong đội hình xe gầm cao tại Mỹ khi Land Cruiser đã bị khai tử. Sequoia 2023 dựa trên nền tảng khung gầm rời GAF, vốn được chia sẻ cùng với Tundra, Land Cruiser và Lexus LX mới. Sẽ chỉ có duy nhất một lựa chọn động cơ xăng V6 3.5 lít tăng áp Hybrid được gọi là iFORCE Max, sản sinh tổng công suất 443 mã lực và mô men xoắn 790 Nm và đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Sequoia được cung cấp hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Riêng tùy chọn dẫn động 4 bánh bán thời gian sẽ dựa trên hộp số phụ, giúp người lái thiết lập các chế độ một cầu, hai cầu chậm và hai cầu nhanh. Khả năng vận hành trên Sequoia mới hướng tới sự êm ái nhiều hơn, với hệ thống treo trước độc lập và tay lái trợ lực điện. Phía sau là hệ thống treo đa liên kết với lò xo khí nén và giảm chấn thích ứng ABS. Sức kéo của Sequoia mới lên tới 4.082 kg, nhiều hơn 22% khi so với thế hệ cũ và được hỗ trợ thêm tính năng điều hướng trailer khi lùi. Một tính năng mới trên Sequoia là Prime Mode Select, sẽ cung cấp 3 chế độ vận hành tiêu chuẩn là Eco, Normal và Sport, và 3 chế độ đi cùng với tùy chọn treo khí nén là Comfort, Sport S Plus và Custom. Toyota cung cấp 5 cấp độ trang bị cho Sequoia, gồm SR5 tiêu chuẩn, Limited tiện nghi, Platinum cao cấp, TRD Pro thể thao và Capstone sang trọng nhất. Phong cách thiết kế của Sequoia mới nam tính và cứng cáp hơn, với mũi xe thẳng đứng, nắp capo gân guốc, dải LED định vị giống như Tundra và lưới tản nhiệt to bản. Hai bên thân xe là những vòng bánh cơ bắp phù hợp với thân hình đồ sộ của một chiếc xe full size. Phụ thuộc vào cấp độ trang bị mà hàng ghế thứ hai sẽ có cấu hình băng ghế liền hoặc hai ghế độc lập. Hàng ghế thứ ba có khả năng trượt tiến lùi với biên độ 152mm. Di chuyển về phía trước, khoang lái của Sequoia mới vẫn thể hiện nét khỏe khoắn qua những đường thẳng trên mặt táp lô hay những cửa gió điều hòa vuông vức. Về trang bị tiện nghi, phiên bản tiêu chuẩn sở hữu cửa sổ trời, màn hình điều khiển 12,3 inch, sưởi ghế và camera 360 độ. Ở cấp độ trang bị cao nhất, sẽ có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, ốp gỗ ốc chó, ghế bọc da semi aniline đi kèm những tính năng như nhớ vị trí, sưởi ấm và thông gió, dàn âm thanh 14 loa của JBL, màn hình HUD, màn hình trung tâm 14 inch, vân vân. Mọi phiên bản Sequoia sẽ có sẵn gói Toyota Safety Sense 2.5, gồm những tính năng an toàn và hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình chủ động, phát hiện và ngăn ngừa va chạm với người đi bộ, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn, nhận dạng biển báo giao thông hay đèn pha tự động. Sequoia mới sẽ được mở bán tại Mỹ từ mùa hè năm nay, với mức giá chi tiết chưa được công bố. Vừa rồi là video giới thiệu Toyota Sequoia 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.